Alo ạ, cục quản lý giao thông đường bộ xin nghe. Alo. Alo. Vâng, chào anh ạ. Anh kết nối cục quản lý giao thông đường bộ, cần tôi hỗ trợ gì ạ? Tôi có nhận được thông tin là có biên bản vi phạm giao thông đường bộ gì đó. Tức là anh mới nhận được một cái thông báo xử lý vi phạm giao thông đúng không? Vâng, đúng rồi. Ở trong cái thông báo vừa rồi anh nghe rõ được cái mã số Hyundai của mình là bao nhiêu không, rồi tôi kiểm tra giúp cho anh đây. Không có, không có. Rồi, vậy họ tên của anh là gì đây để tôi kiểm tra giúp cho anh ạ? Trần Duy Cường. Trần Duy Cường đúng không? Vâng. Rồi, và tránh các trường hợp tên dùng tên hệ thống thì số căn cước công dân của anh Cường là bao nhiêu đây? Số căn cước à? Mình chưa có. Đúng rồi. Cái số chứng minh thư của anh là bao nhiêu? Là 1879. Rồi. 83650. Hết chưa anh? Rồi hết rồi. Tôi đọc lại nha. 1879865650 đúng không? 1879836650. Rồi anh vui lòng đưa máy tôi cần giải giúp cho anh. Máy cơ sinh năm bao nhiêu đây? Sinh năm 1992. Rồi rồi, rồi rồi anh vui lòng đưa máy đi ạ. Để tôi cần giải giúp cho anh. Rồi. Alo, anh Trần Duy Cường đúng không ạ? Vâng, vâng. Có phải anh ở Nghệ An đúng không? Đúng rồi. Rồi, sau khi tôi kiểm tra trên hệ thống thì tôi thấy anh có một pin line đóng phạt. Mã số pin line của anh là 0038185, anh ghi lại đi. Và bây giờ tôi sẽ hỗ trợ anh thẩm rõ cái nội dung pin line này. Nếu anh có vấn đề gì thắc mắc, anh có thể hỏi lại sau khi tôi đọc xong, anh cần nhá. Vâng, vâng. Rồi, anh ghi mã số pin line của mình vào cho. Rồi, rồi. Anh đọc cái đi ạ. Rồi, rồi. 0038185. Rồi, rồi. Rồi, vào lúc 21:17 ngày 29/7/2022, anh Trần Duy Cường có đi cần một chiếc xe Toyota màu trắng biển kiểm soát 43A68852 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ giao với Nguyễn Tri Phương ở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đã vi phạm luật giao thông rẽ phải khi gặp đèn đỏ và gây tai nạn bỏ trốn. Công an giao thông đã mời chủ xe lên để trình bày và làm rõ sự việc. Được biết chiếc xe Toyota màu trắng được kiểm soát 43A68852 là do anh Trần Duy Cường có thuê chiếc xe của ông Lê Văn Chí, 43 tuổi, cư trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Qua hợp đồng thuê xe rõ ràng nên công an giao thông lập biên bản vi phạm pháp luật giao thông, gây tai nạn cho người đi đường và không dừng lại để giải quyết. Số tiền phạt là 38 triệu đồng, đồng thời truy cứu trách nhiệm về hành vi này. Hôm nay là thời hạn cuối cùng để giải quyết, nếu không giải quyết sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là toàn bộ pin line của anh Duy Cường nhé. Vâng. Rồi à, tại sao anh đây là cần? Rồi anh đang gọi từ đâu đến nhỉ? Số này là ở đâu ạ? Tôi không gọi cho anh mà anh ạ. Tôi không gọi cho anh mà anh kết nối lên đây để tôi hỗ trợ kiểm tra anh nhá. Ồ, em đâu có gọi đâu. Số này gọi đến sau đó bảo là bạn có một viên live vi phạm rồi bấm phím 9 để mà để gặp anh đó. Thì anh bấm phím 9 lên đây là chúng tôi hỗ trợ anh kiểm tra. Thì anh có tự hỏi tại sao anh gây ra tai nạn mà anh không dừng lại giải quyết mà anh lại bỏ chạy như vậy là sao đây? Tôi không có đi Đà Nẵng khi nào hết á. Ý anh nói là ngày 29/7/2022 anh không đến Đà Nẵng thuê xe của ông Lê Văn Chí phải không? Đúng rồi. Thế anh lấy thông tin này ở đâu ra? Anh lấy thông tin này ở đâu ra? Tôi kiểm tra trên hệ thống mà tôi lấy ở đâu ra? Vậy anh kiểm tra lại, anh kiểm tra coi giờ đó là bao nhiêu giờ nhỉ? Anh đọc là bao nhiêu giờ? 21:17 ngày 29/7/2022. À. Cái ngày 29/7/2022 anh có đến Đà Nẵng thuê xe của Lê Văn Chí không? Không. Tôi đang ở trong Sài Gòn, tôi đang làm việc ở trong này. Rồi, anh nói anh không thuê chiếc xe này nhưng bên phía công an giao thông thành phố Đà Nẵng đã được chủ xe là ông Lê Văn Chí cung cấp biên bản hợp đồng thuê xe kèm theo một số giấy tờ liên quan, đã đứng trước là thông tin cá nhân của anh là sao đây? Cái đó thì tôi không biết. Tôi không có thuê xe thì tôi đã không có thuê xe.
Thế anh khẳng định với tôi là anh không phải là người thuê chiếc xe này phải không? Đúng rồi. Vậy anh cho tôi hỏi vài vấn đề tôi xác minh làm rõ, vì tôi không ngoại trừ khả năng có thể thông tin cá nhân của anh đã bị ai đó đánh cắp và bị mạo danh để gây ra sự việc như bóng trên, anh Cường hiểu chưa? À, vậy ha. Thế anh đã từng làm mất chứng minh nhân dân của mình lần nào chưa? Chưa anh, tôi không có làm mất giấy tờ của mình khi nào hết á. Thế anh qua thường dùng chứng minh nhân dân của mình để đi photo làm hợp đồng mua bán hồ sơ hoặc là những vấn đề nào khác hay không? Không có làm. Thế anh có hay đăng tải lên các trang mạng xã hội không? Không. Nếu như anh khẳng định mình không phải là người gây ra sự việc trên, thì tôi nghĩ rất có thể thông tin cá nhân của anh đã bị dò dỉ ra ngoài từ một phương tiện nào đó mà anh không phải ai biết và bị người khác lợi dụng để gây ra sự việc như bóng trên. Anh đi còn nói chuyện. À, vậy ha. Rồi. Vậy. Nếu như anh không quan trọng kịp thời. Vậy thì cái anh không quan trọng kịp thời thì không? Rồi anh nói đi. Anh nói đi. Nếu như anh không quan trọng kịp thời thì họ có thể sử dụng thông tin cá nhân của anh vào những việc khác nghiêm trọng hơn, khi đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín và danh dự của anh và ảnh hưởng đến công việc của anh, hiểu không? Điều này rất nghiêm trọng vì anh không biết thông tin của mình bị dò dỉ ở lúc nào và họ đã và đang sử dụng vào những gì, hiểu chưa? Thế anh đã hiểu sự việc của mình gặp phải ở đây là gì chưa anh Cường? Thì tôi mới nghe anh nói đây thôi. Vậy cái này thì mình xử lý như thế nào? Rồi, để ngăn chặn sự việc này, tôi kiến nghị anh nhanh chóng trình báo đến công an điều tra thành phố Đà Nẵng, vì đây là nơi trực tiếp xảy ra vụ việc và họ có đủ thẩm quyền và tiếp biên nam đưa phạt này cho anh, đồng thời chấm dứt tình trạng thông tin cá nhân của anh bị kẻ xấu lợi dụng, anh hiểu chưa? À, là tôi phải ra công an Đà Nẵng hả? Rồi bây giờ tôi đang làm ở trong này mà tôi không ra được ngoài kia thì sao? Thì có cách thức nào để xử lý không? Rồi tôi thấy sự việc của anh gặp phải đây cực kỳ nghiêm trọng. Tôi cho phép anh lôi máy trực tiếp đến công an điều tra thành phố Đà Nẵng để trình bày sự việc này. Anh lấy giấy bút đi. Tôi sẽ cung cấp cho anh một số nội dung chính trong bên này để anh có đủ cơ sở pháp lý để anh trình báo. Anh còn nhá, anh lấy giấy bút đi. Vậy tôi không ra được Đà Nẵng thì tôi đi báo công an địa phương đây được không? Cách sự việc này xảy ra ở Đà Nẵng thì chỉ có cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng mới có đủ thẩm quyền để giải quyết anh nhé. À, bởi vì bố của mình là làm bên công an đó, mình báo bên bố của mình luôn được không? Là sao đây? Bây giờ tôi không có ra ngoài đó được, tôi báo bên người nhà của mình nhé, bởi vì bố của tôi là làm bên công an. Tôi báo bên bố tôi xử lý được không? Cái sự việc này đang nằm dưới phần thông tin cá nhân của anh thì anh mới là người có đủ thẩm quyền để giải quyết, song phải vẫn chưa xác minh được rõ sự việc thì anh nên nhanh chóng trình báo bên phía công an điều tra để làm rõ sự việc, thì có thể thỏa thuận với người quen của anh xong được, anh hiểu không? À, vậy thì tôi báo lên công an huyện nha, vì bố của tôi đang làm ở công an huyện. Anh báo lên công an huyện thì anh có thể mất 4-5 ngày, anh hiểu không? Đúng rồi, tôi sẽ báo lên công an, tôi sẽ báo lên công an huyện để xác minh lại những cái số điện thoại mà anh đang gọi cho tôi này, với lại những cái thông tin đó nó như thế nào nha. Tôi không gọi cho anh mà anh kết nối lên đây, tôi đang làm đường cuối cho anh nhá, mà là anh kết nối lên đây lên bộ phận văn thư lưu trữ cục quản lý ở thôn đồng bộ để chúng tôi hỗ trợ anh kiểm tra online có liên lạc, hiểu chưa? Bây giờ là cái số điện thoại này đang nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ báo công an để tôi xác minh cái số điện thoại là của ai, ai kết nối tới đây, ai gọi tới đây, có đúng là của công an của Đà Nẵng hay không. Đó, tôi sẽ báo lên công an. Anh là cái lâm có thể lấy rồi, anh không hiểu à? Tôi là bộ phận văn thư liên chứa của cục quản lý giao thông đường bộ chứ không phải là tôi là công an Đà Nẵng, hiểu chưa? À, rồi nãy giờ anh nhập cái mã số mà cái tôi vi phạm vào á, thì thông tin của tôi nó đúng chưa? Là sao lại anh không rõ được không? Anh nói lại đi, là sao? Cái hồi nãy anh bảo là cái mã số vi phạm của tôi là 0038185 đúng không? Đúng rồi. Rồi cái thông tin đó nó có... Đúng rồi, cái đó mã số biên lai có khớp cái tên của tôi là Trần Duy Cường không? Đúng rồi. Đúng rồi, cái tên Trần Duy Cường là hồi nãy tôi bịa ra đó, chứ tên của tôi đâu phải Trần Duy Cường đâu.
với cả cái số chứng minh tôi cũng bịa ra cho anh đó. À, các anh đừng có gọi làm phiền nữa nha. Tôi biết hết những cái thông tin này rồi, tôi sẽ báo lên công an nha. Anh báo luôn cho tôi đấy, tôi sẽ phát toàn bộ hồ sơ này về tính Nghệ An của anh. Ok. Anh cứ lấy tính là Nghệ An là đẹp rồi. Anh cứ lấy theo cái số thông tin đó đi, thông tin nãy giờ tôi đưa cho anh có cái nào là đúng đâu mà anh bảo là ok ok. Cái này tôi coi trên trên mạng đấy rồi. Nha. Yeah. Tôi sẽ truy xuất cái số điện thoại của anh này ra cho anh ở đâu. Anh cứ kiểm tra đi, anh cứ kiểm tra đi. Tôi sẽ báo cái thông tin này lên cho công an huyện nha. Các anh suốt ngày đi gọi người này người kia, tưởng là bọn tôi không biết rồi. Bây giờ mạng truyền thông 4.0 rồi. Ai gọi cho anh? Bây giờ 5.0 rồi chứ không phải là 4.0 anh nhá. Tôi không cần biết là 5.0 hay không biết các anh 5.0, rồi bọn tôi là 4.0 thôi, là bọn tôi đã biết thông tin là như thế nào rồi. Đây, vậy đi. Đã nói là kỳ hợp. Tôi chi các cái số điện thoại ra một ngày tôi gọi anh 400 cuộc. Anh cứ gọi đi nha.